quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm món cà tím nướng với thịt bằm nha. Bây giờ mình sẽ đi rửa thịt nha mọi người.
chào mọi người nha. Món cà nướng với thịt bằm của mình cũng đã xong rồi nè. Mời mọi người dùng chung với mình nha. Để mình ăn nha. Mời mọi người. Thịt rất là ngon và vừa ăn luôn mọi người. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn có thích mình cho mình một like, một share và đừng quên đăng ký kênh mình nha. Chào mọi người.